năm 1945. Khi Mỹ lần đầu tiên chào hàng hai quả bom nguyên tử đời đầu tới thị trường Nhật Bản, thế giới lúc bấy giờ mới ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa trước sự hủy diệt khủng khiếp của thứ được gọi là vũ khí hạt nhân. Thế nhưng ít ai biết được rằng, khi mà thứ vũ khí hủy diệt ấy còn chưa được thai nghén, nhân loại đã từng chứng kiến một vụ nổ phi hạt nhân được cho là lớn nhất trong lịch sử. Đó là một buổi sáng mùa đông của hơn 100 năm về trước, tại cảng biển Halifax, miền đông Canada. Bằng một sự sắp đặt vô hình, hai chuyến tàu vốn chẳng có lấy một điểm chung đang di chuyển trên cùng một tuyến đường. Ở một khoảng cách quá gần, những tiếng còi cảnh báo liên tiếp được phát ra. Song đáp lại chỉ là sự ngó lơ và thách thức. Một năng lượng khổng lồ tương đương với 3.000 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng. Làn sóng xung kích gấp 23 lần vận tốc âm thanh phát ra, tiếng nổ vang vọng khắp đại dương. Đợt sóng thần dữ dội cứ thế tràn vào đất liền. Trong phút chốc, cuộc sống của hàng chục ngàn người dân Canada đã thay đổi mãi mãi. Và sự kiện mà chúng tôi đang nhắc đến ở đây chính là vụ nổ ở Halifax. Ngày 6 tháng 12 năm 1917, Halifax là một thành phố cảng sầm uất nhất Canada thời điểm bấy giờ. Trong bối cảnh Thế chiến thứ nhất đang bước sang năm thứ ba, nó không chỉ là nơi đóng quân của Hải quân Hoàng gia Canada non trẻ, mà còn là căn cứ cho các tàu hải quân và tàu buôn trên khắp thế giới. Binh lính và thủy thủ tràn ngập đường phố. Bất chấp sự khủng khiếp của chiến tranh ở châu Âu, nó đã tạo ra sự giàu có và cơ hội cho nhiều người dân ở Halifax. Quân cảng bao gồm một vịnh hẹp kín khổng lồ được gọi là lưu vực Bedford, nơi các con tàu dừng nghỉ, và một eo biển hẹp là Narrow, nơi các con tàu phải đi qua nếu muốn ra vào cảng. Hai bên bờ bến cảng là hai thị trấn, một bên là Halifax và một bên là Dartmouth, với tổng số dân cư là 65.000 người. 7 giờ 30 phút sáng hôm ấy, khi lưới chống tàu ngầm được kéo lên, một ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu. Con tàu USS Imo nhận được tín hiệu ra khỏi lưu vực Bedford từ tàu hộ vệ HMCS. USS Imo là một con tàu lớn của Na Uy, nó đã đến cảng và đỗ ở Bedford vài ngày trước đó. Con tàu đang trên đường đến với New York để nhận hàng cứu trợ cho những người dân Bỉ bị bao vây bởi chiến tranh. Dòng chữ cứu trợ Bỉ được khắc rất rõ ở một bên mạn tàu, ý muốn thể hiện nó là con tàu trung lập, tránh sự tấn công của quân Đức ao hùng. Con tàu được chỉ huy bởi thuyền trưởng giàu kinh nghiệm Hakon Fromm cùng 39 thành viên thủy thủ đoàn. Cùng thời điểm này, một con tàu khác là SS Mont Blanc của Pháp, chỉ huy bởi thuyền trưởng Emile Médec và hoa tiêu Francis Marquis, đang chuẩn bị tiến vào Bedford. Tối qua nó đã đến muộn để đi vào lưu vực này và buộc phải chờ đợi khi tấm lưới chống tàu ngầm hạ xuống. Tấm lưới chống tàu ngầm này không hề đơn giản. Nhiều cư dân Halifax tin rằng một ngày nào đó các thiết giáp hạm của Đức có thể đến ngoài khơi và pháo kích vào thành phố. Vì vậy nó được thiết kế nhằm răng ngang lối vào bến cảng, bảo vệ các con tàu và cả hàng chục ngàn người dân. Việc thả neo cả đêm ở bên ngoài bến cảng khiến cho các thủy thủ SS Mont Blanc không yên tâm chút nào. Tàu đang chở theo hàng tấn benzol, 2.300 tấn axit picric ướt và khô, 500 tấn thuốc nổ TNT cùng 10 tấn bông thuốc súng. Nó đến với Halifax để tham gia một đoàn tàu vượt Đại Tây Dương. Cần phải biết rằng, bấy giờ Hoa Kỳ vừa mới nhảy vào Thế chiến thứ nhất và số vũ khí này đang được chuyển đến chiến trường của Pháp nhằm giúp đỡ quân đồng minh phá vỡ thế bế tắc của một cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm. Lượng chất nổ trên nguy hiểm tới mức thuyền trưởng Emile Médec phải áp dụng các biện pháp an toàn chưa từng có, bao gồm lệnh cấm hút thuốc, đốt diêm và thậm chí không ai trong các thủy thủ được động đến một giọt rượu nào. Bất chấp việc mang theo nhiều hóa chất kém an toàn, Mont Blanc vẫn được cấp phép đi vào Bedford. Không có quy định đặc biệt nào cho việc tàu chở vũ khí qua cảng. Các con tàu khác như Imo cũng không hề nhận được cảnh báo. Cả hai con tàu đang hướng về phía eo biển Narrow, nhưng ở chiều ngược lại với nhau. Eo biển này chỉ có chiều rộng chừng 1 km, vẫn thường được gọi là nút thắt cổ chai. Những con tàu sẽ phải duy trì tốc độ ở 5 hải lý trên giờ và di chuyển ở bên phải đường đi của nó.
Tuy nhiên do phải khởi hành muộn một ngày, dưới sự tham vấn của thuyền phó William Hayes, thuyền trưởng của tàu Imo đã cho nó đi nhanh hơn dự kiến. Trên đường đi của mình, Imo lần lượt chạm trán với hai con tàu khác. Đầu tiên là SS Clara, một con tàu hơi nước lang thang của Mỹ, tiến vào cảng từ phía tây của Naro. Nó đang đi sai hướng và cùng đường với Imo. Thằng nhãi, có vẻ như chưa được cấp bằng thì phải. Thuyền trưởng tàu Imo có vẻ bực tức. Sau đó cả hai con tàu ra hiệu và đồng ý đi về phía bên phải của nhau. Bấy giờ Imo đã ở gần giữa eo biển Naro. Một lúc sau đó, nó lại gặp tàu kéo Stella Maris đang di chuyển vào Bedford. Trùng hợp là con tàu này cũng đang đi ngay chính giữa Naro. Một ngày có vẻ không được suôn sẻ đây. William sát vào bờ đi, nhường đường cho nó. Để tránh xảy ra va chạm, con tàu Imo tiếp tục điều khiển sang bên trái, về phía Dartmouth. Liên tiếp hai chướng ngại vật khiến Imo đi hoàn toàn sai làn đường của nó. Và điều này vô tình khiến nó đi cùng làn với Mont Blanc. Cách nhau chừng 1,2 km, hai con tàu có vẻ như đã nhìn thấy nhau. Bọn này chán sống rồi à? Nó muốn nổ mất xác hay sao? Hoa tiêu Marquis của Mont Blanc thổi một hồi còi báo hiệu ngắn cho tàu đối phương để biểu thị rằng con tàu của mình có quyền ưu tiên. Rõ ràng họ đang đi đúng trên làn nước của mình. Nhưng cùng lúc ấy, Imo cũng đã trả bằng hai tiếng còi ngắn, cho thấy rằng nó sẽ không nhượng bộ trong bất kỳ trường hợp nào. Không cần nhường đường nữa, hai thằng nhãi kia là quá đủ rồi. Mày đang đi vào đường của tao đấy thằng khốn. Khoảng cách giữa hai con tàu ngày một gần hơn, thuyền trưởng Mont Blanc ra lệnh ngừng động cơ, cho tàu nghiêng sang bên mạn phải về phía Dartmouth. Ông ta thổi thêm một tiếng còi nữa, hy vọng chiếc tàu kia cũng sẽ di chuyển sang mạn phải của nó. Nhưng tiếp tục nhận được một tiếng còi kép phủ định. Bây giờ, tàu Imo cũng đã được ngắt động cơ. Các thủy thủ trên các con tàu khác gần đó cũng đã nghe thấy một loạt tín hiệu và nhận ra rằng một vụ va chạm sắp xảy ra. Họ bắt đầu đi về phía mạn tàu và quan sát. Lúc này, hai con tàu đã ở quá gần nhau. Không thể phanh tàu gấp do lo sợ, một cú sốc sẽ gây ra vụ nổ. Thuyền trưởng của Mont Blanc ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục đánh lái mạnh về phía mạn phải, băng qua mũi tàu Imo trong những giây cuối cùng để tránh va chạm. Chớ trêu là, khi cả hai đã gần như song song với nhau, tàu Imo lại bất ngờ phát ra ba tiếng nổ tín hiệu, cho thấy nó đang đảo chiều động cơ. Đúng 8 giờ 45 phút, đầu của tàu Imo bất ngờ đâm vào Mont Blanc. Do cả hai đều đang di chuyển với tốc độ thấp, lực va chạm không quá mạnh, chúng không bị đánh chìm ngay lập tức. Tuy nhiên, một số thùng hàng dễ cháy của Mont Blanc đã vỡ trong vụ va chạm. Các hóa chất nhiên liệu dễ cháy nhanh chóng chảy vào hầm chứa. Sau một khoảng thời gian ngắn, động cơ của Imo khởi động lại, hai con tàu bắt đầu tách ra. Và chỉ chờ có thế, sự co sát giữa các khối kim loại đã tạo ra tia lửa đốt cháy hơi bốc ra từ bèn rôn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nghiền nát boong tàu, tạo ra một khối đen khổng lồ trên không trung. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân trên bờ, bao gồm cả trẻ em đang trên đường đến trường. Họ tụ tập đông nghịt trên đường phố. Thậm chí, những người dân đang ở trong nhà cũng ghé qua cửa sổ để chứng kiến vụ cháy ngoạn mục. Tại bến cảng, khi nhận được thông tin, các đội cứu hỏa và thủy thủ từ các tàu khác tiến về phía Mont Blanc với hy vọng dập tắt đám cháy. Ban đầu các thủy thủ tàu Mont Blanc đã hô hoán nhau để thực hiện các công tác cứu hỏa. Tuy nhiên nhận thấy tình hình không thể nào cứu chữa được nữa. Lo sợ tàu sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào, thuyền trưởng Emily Medec đã ra lệnh lập tức bỏ con tàu. Họ thay nhau chen chúc leo lên các thuyền cứu sinh, treo vào bờ và hét lên những lời cảnh báo tuyệt vọng với bất cứ ai mà họ nhìn thấy. Do những tiếng ồn cùng rào cản ngôn ngữ, không nhiều người biết về mối hiểm họa tiềm tàng đang chuẩn bị xảy ra. Mọi thứ quá gấp gáp, có vẻ như khiến thuyền trưởng quên mất việc phải treo cờ đỏ cảnh báo lên tàu. Nếu nó được treo lên, có lẽ nhiều người trên đất liền có thể tránh xa thảm họa. Bên này, Imo cùng toàn bộ thủy thủ đoàn của nó vẫn sống sót và vẫn tiếp tục hướng về phía cảng. Sau khi bị bỏ rơi, Mont Blanc trôi dạt về phía bến tàu số 6 trên bờ biển Halifax, nơi nhiều con tàu khác đang neo đậu và cũng là một khu vực đông đúc với nhiều nhà ở, cơ sở kinh doanh, trường cao đẳng hải quân Hoàng gia Canada cùng một nhà máy lọc đường lớn. Bây giờ, cách bến tàu chừng vài trăm mét, tại nhà ga đường sắt Richmond, quản lý William Lovett và nhân viên điều phối Coleman đang làm việc. Coleman có vai trò kiểm soát lưu lượng hành khách cùng những hàng hóa đến và đi từ bán đảo Halifax. Hai người vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được tin báo về vụ cháy.
Cùng lúc Coleman đã nghe được một thông tin bảo mật rằng con tàu chở theo hàng tấn vũ khí. Nhận thấy mối hiểm họa khôn lường, anh ấy đã quay lại văn phòng của mình, mặc kệ sự can ngăn của người quản lý. Coleman đã gõ một tin nhắn trên điện báo của mình, cảnh báo các trạm tuyến ngăn chặn bất kỳ con tàu nào vào Halifax, bao gồm cả đoàn tàu tốc hành xuyên đêm đến St. John, New Brunswick, chở theo 300 hành khách dự kiến vào ga lúc 9 giờ. Giữa tàu, tàu chở đạn bốc cháy ở bến cảng, đang tiến tới bến số 6 và sẽ phát nổ. Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng của tôi. Tạm biệt các chàng trai. Những cảnh báo này đã được chú ý. Đoàn tàu tốc hành đã dừng lại ở nhà ga Rockingham, trên bờ phía tây của lưu vực Bedford, cách nhà ga trung tâm thành phố khoảng 6,4 km. Quay trở lại với bến cảng, ban đầu, tàu Stella Maris đã ngay lập tức phản ứng với đám cháy. Nó quay đầu và trở lại bến số 6, dùng vòi cứu hỏa phun vào con tàu đang bốc cháy. Tuy nhiên, thuyền trưởng Horatio Pranen và các thủy thủ của ông nhận ra rằng ngọn lửa đang quá dữ dội so với chiếc vòi duy nhất của họ. Cuối cùng, họ quyết định rút lui. Một tàu săn cá voi và một tàu hơi nước khác tiếp tục đến giúp đỡ. Tàu hơi nước bố trí một sợi dây mắc vào đuôi con tàu Mont Blanc nhằm kéo nó ra khỏi bến, tránh các đám cháy lây lan. Nỗ lực của họ còn chưa kịp mang lại kết quả thì 9:04:35, 20 phút sau vụ va chạm đầu tiên, sức nóng khủng khiếp đã khiến cho con tàu Mont Blanc nổ tung. Một năng lượng khổng lồ tương đương khoảng 2.900 tấn thuốc nổ TNT được giải phóng. Làn sóng xung kích phát ra có vận tốc gấp 23 lần vận tốc âm thanh. Nhiệt độ ước tính tại trung tâm vụ nổ lên tới 5.000 độ C. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp đại dương. Mont Blanc hóa thành quả cầu lửa. Mảnh vỡ và hóa chất bắn ra từ con tàu tạo thành một cơn mưa carbon nhuộm đèn Halifax. Chỉ trong vòng 1 giây, vụ nổ đã nghiền nát các cơ quan nội tạng, làm nổ phổi và màng nhĩ của những người đứng gần nhất. 1.600 người thiệt mạng ngay lập tức, bao gồm cả Coleman. Hàng nghìn người bị mù vĩnh viễn do đứng ở cửa sổ quan sát vụ nổ từ xa, hơn 9.000 người khác bị thương nặng. Toàn bộ thị trấn duyên hải Richmond của Canada biến mất hoàn toàn trong biển lửa. Một khu vực rộng 1,6 km2 đã bị phá hủy hoàn toàn. 1.600 ngôi nhà bị san phẳng, 12.000 ngôi nhà khác bị tàn phá. Các tuyến đường sắt bị bẻ cong, những ngôi nhà gỗ cũng biến thành củi, các nhà máy biến thành núi gạch vụn và kính vỡ rải khắp mọi con đường như mưa đá. Chưa dừng lại ở đó, một cơn sóng thần cao tới 3 mét được hình thành, quét dữ dội vào cả hai bờ biển Halifax và Dartmouth. Chiếc Imo bị ném lên như một món đồ chơi vào bờ. Toàn bộ ngôi làng và cộng đồng dân cư Mi'kmaq bị xóa sổ, ước tính đã có thêm 500 người khác tử vong. Có lẽ đây chính là viễn cảnh mà người ta vẫn gọi là địa ngục trần gian. Nhân viên cứu trợ và hàng tiếp tế nhanh chóng đổ về Halifax từ hầu hết mọi cộng đồng trên khắp tỉnh Nova Scotia. Các chuyến tàu từ khắp vùng Maritime nước Pháp, miền Trung Canada và vùng Đông Bắc Hoa Kỳ mang theo viện trợ y tế, bác sĩ, y tá, thực phẩm, quần áo và cả vật liệu xây dựng. Các bệnh viện tuyến địa phương nhanh chóng chật kín. Nhiều nhân viên y tế sau đó bị ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng về những vết thương mà họ điều trị cho các nạn nhân, đặc biệt là ở trẻ em. Bi kịch tang thương bao trùm Halifax. Ngày hôm sau, một trong những trận bão tuyết tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở thành phố này ập đến, và nó kéo dài trong suốt 6 ngày. Những cơn mưa tuyết trắng xóa càng làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Mặc dù phải chịu đựng những cú sốc quá lớn, thế nhưng những người may mắn sống sót đã cùng với các lực lượng cứu hộ tham gia giải cứu những người còn đang bị mắc kẹt. Thậm chí những đứa trẻ cũng tham gia vào công tác giải truyền tin khắp nơi. Thảm họa kinh hoàng gây xôn xao trên khắp thế giới, trở thành vụ nổ lớn nhất do con người tạo ra vào thời điểm bấy giờ. Hồ sơ nhà xác từ năm 1918 cho thấy có 1.631 người được xác định là đã chết hoặc là mất tích, khoảng 1/3 người trong số đó dưới 15 tuổi. Đến năm 2004, số người chết đã được điều chỉnh thành 1.946 người. Việc xây dựng những khu nhà trú ẩn tạm thời để làm nơi ở cho những người mất nhà cửa đã được bắt đầu ngay sau thảm họa. Khi ban điều tra cố gắng tìm hiểu nguồn cơn của sự việc, nhiều người Halifax đã tin rằng chính quân Đức đã tấn công vào thành phố. Tờ Halifax Herald tiếp tục tuyên truyền niềm tin này trong một khoảng thời gian dài. Họ sống trong sự lo lắng về một vụ tấn công thứ hai. Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được làm sáng tỏ. Cuộc điều tra tư pháp ban đầu cho thấy tàu Mont Blanc phải chịu trách nhiệm về thảm họa. Nhưng kháng cáo sau đó lại xác định rằng cả hai con tàu phải chịu trách nhiệm. Do hầu hết các thủy thủ của Imo đã thiệt mạng, thủy thủ của Mont Blanc nghiễm nhiên trở thành con dê tế thần. Họ phải chịu đựng tất cả sự phẫn nộ đến từ dư luận. Người ta cho rằng họ đã cố gắng bỏ tàu để cứu lấy mình trong khi đám cháy mới bắt đầu. Nếu như họ có thể cố gắng điều khiển con tàu ra biển, thì sự việc có lẽ đã không thảm khốc đến như thế. Dưới sự đồng tình của đa số dân chúng, thuyền trưởng, hoa tiêu của tàu Mont Blanc và We Are Even We Are
sĩ quan hải quân chỉ huy bến cảng đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát. Bất chấp nhiều nỗ lực truy tố họ, cáo buộc cuối cùng cũng đã bị hủy vì thiếu bằng chứng. Năm 2004, Coleman, người được cho là anh hùng đã kịp thời cứu lấy hàng trăm mạng người trên chuyến tàu tốc hành, đã được đưa vào đại sảnh danh vọng của đường sắt Canada. Một chiếc phà ở cảng Halifax đã được đặt theo tên của ông. Con phà được khánh thành và chính thức được đưa vào sử dụng vào ngày 14 tháng 3 năm 2018. Mãi về sau này, ký ức về vụ nổ có lẽ vẫn còn là nỗi ám ảnh với bất kỳ ai đã chứng kiến và trải qua nó. Một trong những nhân chứng cuối cùng còn sống sót là Kay MacLeod Chapman, một cô bé mới chỉ 5 tuổi vào thời điểm xảy ra thảm họa. Bất chấp sự tàn phá khủng khiếp, Chapman cho rằng bà đã sống sót do đang cầm trên tay một cuốn kinh thánh và một cuốn thánh ca cơ đốc giáo vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Chapman qua đời ở New Brunswick vào tháng 10 năm 2017, thọ 105 tuổi. Cho đến ngày hôm nay, người dân Nova Scotia vẫn luôn ghi nhớ về sự giúp đỡ mà họ đã nhận được trong thảm kịch năm nào. Vào dịp Giáng sinh mỗi năm, tỉnh Nova Scotia đều gửi một cây thông Noel khổng lồ đến chính quyền thành phố Boston, Hoa Kỳ để bày tỏ lòng biết ơn.